À đó, đó thì má làm đi, con dịch ra cho má cắt đó. Thì bây giờ đó đó đó, má mình bẻ lên cái quần lên đây, giống như bây giờ má mình chỉ cần bao nhiêu đây thì mà chỉ lấy bao nhiêu đây thôi. Hi, hello, xin chào các bạn nha. À, bữa nay mình xin chia sẻ đó là cái cách trồng rừng nó như thế nào. À, bởi vì mình có nhận được một vài cái comment đó ở dưới cái bình luận ở dưới đó là xin chia sẻ cái cách trồng rừng. Nhưng mà cái lý do tại vì á nó trồng mất tới 6 tháng thì mới có ăn được. 6 tháng là không phải củ bự như vậy đâu nha. Chỉ bằng phân nửa như vậy thôi. Thì sẵn hôm nay mình có đi chợ rồi mình đi mua một củ rừng đem về, thì mình xin chia sẻ với là các bạn làm sao cách trồng luôn. Sau một lát mình sẽ quay lại cái những cái cây mà mình đã trồng rồi như thế nào, và mình sẽ moi lên cho các bạn xem. Thì thường mình khi mà mình mua về đó, những cái củ nhỏ như vậy nè mà mình ăn á, thì nó cũng không có bao nhiêu, thì mình cắt nó ra đi. Đây, cắt nhỏ nó như thế này nha. Thường thường á, là mình chỉ ăn cái củ lớn, củ nhỏ mình cũng ăn luôn mà nhưng rất là mất thời gian ha. Thì mình cắt ra những cái củ nhỏ như vậy và lựa cái nào mà nó đừng có bị như vậy nha, nó phải là giống như có cái mắt như vậy, có cái mắt như vậy, rồi mình cắt ra. Đây, đây có những cái mắt mà nhưng chưa có bị cắt nha, thì mình cắt ra. Như ở đây thì nó đã bị cắt rồi, cái chỗ này chưa đây. Rồi như vậy bây giờ ở đây mình cắt được 4 cái, còn mấy cái này là không không có trồng được. Cái này là cái chỗ của cái nhánh đưa lên, cái chỗ này thì nó nhỏ quá, nó cũng có thể trồng được thôi. Thì là sau khi mà cắt ra xong như vậy đó, thì các bạn cứ kiếm một cái chỗ nào khô ráo nha, khô ráo mình bỏ vô một cái chén hay cái ly gì đó để ở một chỗ nào, chờ cho tới khi nào mà cái mặt này á của nó khô đi, nó khô đi giống như vậy đây, nó khô đây, nó khô như vậy đây, thì là lúc đó mình đem ra mình làm một cái chậu đất, mình bỏ nó xuống. Và mình tưới nước đó thì khoảng 6 tháng sau là sẽ có củ nha. Còn khoảng 6 tháng đó, đó là lý do tại sao mà mình không có làm cái video, bởi vì mình làm cái video mình phải quay theo cái quá trình của nó lên như thế nào thì rất là mất thời gian. Thì bây giờ mình sẽ xách camera mình quay ở bên ngoài cho các bạn xem cái cây mà mình trồng 3 tháng được 3 tháng rồi nó như thế nào, và những cái cây của má mình trồng á khoảng chừng 1 năm tuổi rồi thì nó như thế nào nha. Thì mời các bạn theo dõi. Nè. Đây, bây giờ bắt đầu má mình ra để sắn củ rừng cho các bạn xem á, là mình ăn tới đâu á là mình sắn tới đó nha. Khoan vậy con phải qua bên đó con quay mới thấy má. Đây, để cho các bạn xem cái củ rừng nó như thế nào nha. Đây, khi mà mình ăn á, đây nó ló lên đây. Đây, đây thì ở đây má mình không có nhổ lên nguyên bụi, bởi vì nhổ lên á mình trồng lại thì nó sẽ chờ Lâu rất lắm. rất là lâu, với lại nó mất sức. Nên mỗi khi mà ở nhà mà cần ăn á, thì ăn bao nhiêu á, thì má mình sẽ sẵn lấy bấy nhiêu thôi. Cầm dao nằm sáng cái chỗ này. Ủa con sẵn hả? Tay con mất cầm camera rồi. Rồi sẵn Thôi sao má? cái tay. Đây nè, đó, đó thì má làm đi, con dịch ra cho má cắt. Đó. Thì bây giờ đó đó đó, má mình bẻ lên cái quần lên đây, giống như bây giờ má mình chỉ cần bao nhiêu đây thì mà chỉ lấy bao nhiêu đây thôi đó. Rồi Cây nó còn y nguyên để cho mọc cái lại. cây còn yên nguyên mọc lại đây Thì đây là cái này đây nó lên đây nè, đây là nó đó. lên đây đó. Rồi đây đây, mỗi khi mà các bạn thấy mà nó nhú nhú lên vậy là có nghĩa là mình có ăn rồi đó. Đó, có khi nào nó nằm ở dưới đất không á? Có chứ, nó nằm ở dưới sâu á. Nếu mà mình không thấy nó lồi như vậy đó
thì mình cứ môi sát cái gốc cây á thì mình sẽ thấy cái củ nó nha. Đây, để mình qua bên kia mình quay cho các bạn xem. Đây, như các bạn thấy đây, hồi nãy đây là má mình bẻ củ, ở đây hết một củ đây. Ở đây nó lầu lên một củ ở đây. Đây là của cái cây này đây. Đây tại mình dịp mình tại mình vét nó qua một bên. Và bên đây cũng vậy luôn. Đây. Đây, cái cây củ gừng nó nằm vậy đây. Đó. Thì khi nào mà mình ăn bao nhiêu á thì mình ra mình cắt nó bao nhiêu, chứ không mình không có nhổ nguyên bụi lên nha. Tại mình nhổ lên nguyên bụi lên mình trồng lâu lắm. Cỡ hơn 6 tháng mới có ăn á. Thì đây là cái cây này đây là mình đã trồng được khoảng chừng 3 tháng trước cho má mình đây. À, mình không có làm video cách trồng như thế nào, nhưng mà tại vì á nó tại tới 6 tháng sau á thì mới có thu hoạch có ăn được. Nên lúc mà mình làm á thấy thời gian lâu quá nên mình chỉ găm xuống cho má mình trồng cho má mình, tại vì bà muốn một cái chậu để trưng giống gì đây. Đây. Đó. Thì mình lấy cái chậu này thì mình có găm vô 3-4 cái mắt của cái củ rừng thì nó lên được một bụi đây. Còn hai bụi kia thì mình không thấy. Có nghĩa là không phải là mình găm xuống bao nhiêu lên bao nhiêu. Còn đây là cái ngò gai mình trồng đây cho má mình đây. Đó là cái ngò gai này là để ăn quanh năm luôn. Tại cái này là để trồng trong mát nha. Chỉ cần để có ánh nắng gì thôi. Mà nhưng tại vì ở đây là có mái che là đây đây. Có nghĩa là gần giống như là mình trồng trong nhà vậy đó. Thì nó không có xương, không có nước gì hết. Thì cái này tự mình tưới. Thì cây rừng này cũng vậy. Đó. Thì cái cây này được 3 tháng rồi đây. Thì nó cũng chưa có củ đâu. Khoảng chừng 6 tháng. 6 tháng mới có củ, để mình môi lên cho các bạn xem. Chưa có. Các bạn thấy không? Chưa có. Khoảng chừng 6 tháng. 6 tháng mới có. Còn cây này mới có 3 tháng tuổi thôi. À, có mà củ còn nhỏ lắm, củ rất là nhỏ đó. Đó là lý do tại sao mình không có làm video, bởi vì làm cái video này á là rất là lâu mất thời gian luôn, nên mình chỉ xin chia sẻ các bạn á là làm sao để mà trồng nó thôi. Ok, bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay là hữu ích, hãy comment, like và share cho mình ha. Sao dĩ nhiên nếu chưa subscribe cho mình một cái nha. Cái mình subscribe có cái chuông, bấm vào cái chuông cái nữa, chọn là tất cả. Còn tiếng Anh thì bấm vào chữ O để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Khi quý vị đang lái xe trên đường, hãy nhớ luôn giữ khoảng cách an toàn với xe tải. Do kích thước và chiều dài của chúng, xe tải có điểm mù lớn hơn xe hơi trung bình. Điều này có nghĩa là tài xế xe tải không phải lúc nào cũng nhìn thấy quý vị. Vì vậy, để giữ an toàn cho mọi người, hãy thận trọng khi lái xe bên cạnh hoặc phía sau xe tải.